chưa qua về cái đầu máy này. Đây là đầu máy tăng 380. Đây tất cả cái bệ máy là bằng gang đúc hết. Đấy, cái mâm của nó là có vi ở đây. Vi ở đây để chạy xung quanh. Cái này thì như trước là có 4 cái xi lanh, 2 cái xi lanh kẹp ở hai bên và 2 cái xi lanh kẹp ở dưới. Đây là cái mặt điều khiển. Mặt điều khiển này thì là đầu tiên là có cái nút kẹp phôi, nút bật động cơ, nút cấp, đè nút quay góc, đè đèn báo, đè nút khẩn cấp trong trường hợp mà đang cấp mà mình sai trước hoặc là mất điện thì có thể là ấn vào cái nút khẩn cấp này. Đấy, khi mà cái nút khẩn cấp này rồi thì là bốn cái kẹp này nó sẽ kẹp lại. Đấy, tránh cái trường hợp mà đang cấp mất điện. Khi mà bật khẩn cấp này lên thì bạn chỉ cần quay những đồng hồ là tự động. Ngoài ra thì cái này nó có một cái chặn cứu này. Đây là cái chặn cứu của đấy, ở cái máy chặn cứu này thì là nó có cái van, có cái van rút này. Ở trong có xi lanh. Xi lanh này có tác dụng là khi mình kẹp phôi thì nó sẽ tự động quá cẩn thận này. Trên cái chặn cứu này nó có cái thước. Cái này thì khi mình cắt đến vị trí nào cần cắt thì mình sẽ di chuyển cái bàn trượt này. Cũng cần cắt. Ví dụ như là bạn muốn cắt độ khoảng 1m60 chẳng hạn thì là bạn di chuyển đến 1m60 và trong khi đó là bạn kéo cái van này vào. Đấy, kéo cái van này vào là đến vị trí 1m60. Cái này thì cắt ngắn nhất được khoảng 40 thôi. Còn cắt dài nhất được khoảng 3m2. Đây mình đây là cái mặt máy này là dày 8 ly này. Mặt máy dày 8 ly. Cái tủ điện là bằng tôn hết. Tôn dày 1 ly 2. Đây, bên này có một cái giá phụ đó. Bên này có một cái giá phụ. Giá phụ này cũng dài 3 mét. Đây chúng ta sẽ đi ra phía đằng sau để xem cái cơ chế ở phía đằng sau của cái máy này. Ở đây thì có một cái chặn cứu để chặn cứu 45 độ. Khi mà máy xoay góc ở 45 độ thì xoay góc này. Đấy thì là nó sẽ chạm với cứu này. Đấy, đây gọi là cứu 45 độ. Khi mà chỉnh độ sau này thì mình chỉ được chỉnh cái con ốc này một chút là được. Đây là xi lanh đẩy máy. Xi lanh đẩy máy này thì dùng xi lanh 50x250. Xi lanh rất là lớn. Motor tử. Cái motor này. Trên máy này có thêm cái vòi phun dầu. Vòi phun dầu này khi mà ấy thì ta chỉ cần cắm cái vòi dầu này vào cái bình dầu và mở cái van này nó sẽ tự động hút và cắm cái vòi dầu này vào cái vị trí ấy. Ở đây tôi sẽ bật máy và cắt thử zoom cho các bạn xem. Đầu tiên là chúng ta ấn kẹp phôi. Khi mà ấn kẹp phôi này thì bốn cái kẹp nó cùng kẹp. Sau đấy bật động cơ. Khi mà bật động cơ lên rồi, cái vòng cua của máy đạt được cái vòng cua là 3.800 phút. Khi mà cái vòng cua đủ lớn rồi thì ta giúp cắt. Máy chân rất là đẹp. Công tắc điều chỉnh, khi công tắc điều chỉnh này thì máy cũng và đóng gọn công tắc điều chỉnh này là nó sẽ đảm điều là công tắc điều chỉnh nhất tự động. Khi mà máy cắt xong thì tắt máy, rút bật rồi tắt máy. Đấy, và giảm nhiệt ra để lấy phôi vô ra ngay. Đây là cắt tử một cái đây là cái bản pha dày 2 ly 2. Đây đưa vào vị trí cần cắt. Đây giữ rồi ấn nút kẹp phôi. Cái kẹp phôi này thì là hai cái kẹp giữ rất là chắc. Lưu ý là khi ở cái chân này nó có cái chân căng giảm này, khi mà các bạn về mà căng máy nào
phải tăng giảm, sau đó đánh tăng bằng hai cái thước này cho nó thật chuẩn, sau rồi mình mới cắt. Đấy, bây giờ mình bật động cơ lên. Tăng lên hoặc giảm xuống để làm sao mà khi mà cái lực kẹp này là nó chuẩn nhất và cái bản đồ nó ốp vào chắc nhất. Cái này khi mình tắt thì mình di chuyển cái túi này. Đấy. Ví dụ như là cái này bây giờ mình tự kiểm tra thước cho các bạn xem. Đây như cái này. Bây giờ đang đây là 93 phân này. Đấy, thì ta sẽ khóa lại. Đấy, khóa ở vị trí 93 phân này. Rồi, chép phôi lại. Rồi, cắt bật động cơ. Cấu tạo cũng như vận động của cái máy bột đầu này. Mình quay tập thể lại cho các bạn xem.